Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp mặt nữ lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Công an huyện tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh thức nhân văn vì nhân dân phục vụ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã tổ chức đại hội đoàn lần thứ 30. Trường Trung học phổ thông A Hải Hậu tổ chức hội thi tìm hiểu về phòng chống tác hại của thuốc lá. 60 năm xã Hải Trung xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và người nghèo tại xã Hải Triều. Và một số tin đáng chú ý khác. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở xóm 1B5A, xã Hải Phòng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 3, huyện ủy tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư huyện ủy, đồng chí Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã về dự và tặng hoa chúc mừng. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 4.000 nữ công chức viên chức, chiếm gần 65% tổng số cán bộ công nhân viên chức toàn huyện. Hội nữ lãnh đạo gồm các đồng chí nữ lãnh đạo các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp, các trường trung học phổ thông, trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên trong toàn huyện. Hội được thành lập năm 2010, đến nay có 37 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí là cấp trưởng, 30 đồng chí là cấp phó, 7 đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện. Ở bất kỳ vị trí nào, các đồng chí nữ lãnh đạo cũng đều vững vàng trong chuyên môn, mẫn cán trong công việc, thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao, dân chủ trong lãnh đạo, điều hành và quản lý, được đồng nghiệp và nhân dân tin yêu, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư huyện ủy đã đánh giá cao những nỗ lực của chị em phụ nữ lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị trong huyện. Đồng chí hy vọng trong thời gian tới, các đồng chí nữ lãnh đạo tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, hoàn thành thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp phần làm cho phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển của huyện, xứng đáng với truyền thống văn hóa anh hùng nông thôn mới. Tại buổi gặp mặt, đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, nguyên quyền giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch Gia đình huyện, về nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời kiện toàn ban liên lạc tập thể nữ lãnh đạo huyện và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Sợi, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy làm trưởng ban. Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2017, Công an huyện Hải Hậu tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Các đồng chí Trần Văn Trinh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Trần Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Vũ Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an huyện đã về dự lễ phát động. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an huyện đã triển khai kế hoạch và quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an huyện đối với nhiệm vụ xây dựng phong cách bản lĩnh chính trị, chấn chỉnh việc chấp hành thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, nếp sống văn hóa, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đồng thời tăng cường quản lý, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ chiến sĩ có hành vi vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái, biến chất về đạo đức lối sống. Trong đó, để tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện cuộc vận động, Công an huyện tập trung vào hai khâu đột phá trước mắt, đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm ghi sổ nhật ký công tác, xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đơn vị. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Văn Trinh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhấn mạnh, phong trào thi đua phải gắn với thực hiện và phục vụ nhiệm vụ chính trị, gắn với xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan đoàn kết,
tập trung thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao vai trò người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 26 của Chính phủ và chỉ thị số 09 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, an ninh trật tự ổn định, xây dựng huyện nông thôn mới bền vững và phát triển. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Vừa qua, xã Hải Quang tổ chức lễ kết nạp chiến sĩ dân quân tự vệ và triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2017. Các đại biểu đại diện cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện và các đại biểu Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn đã về dự. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã Hải Quang đã trao quyết định chứng nhận cho 27 đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt và kết nạp 27 đồng chí dân quân tự vệ nòng cốt thuộc lực lượng dân quân tự vệ xã Hải Quang. Bên cạnh đó, triển khai nhiệm vụ huấn luyện năm 2017 và tiến hành tham quan mô hình học cụ. Năm 2016, lực lượng dân quân tự vệ xã Hải Quang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khắc phục những khó khăn còn tồn tại, năm 2017, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ xã tiếp tục đổi mới, nâng cao, đảm bảo công tác quốc phòng quân sự, tuyên truyền cho các đồng chí dân quân tự vệ nắm chắc kiến thức về giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức chính trị, tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện, giáo dục quốc phòng, an ninh do huyện tổ chức, tham gia đầy đủ các phong trào hội thi hội thao, bắn đạn thật, đảm bảo vũ khí, trang thiết bị đầy đủ, an toàn, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành tham quan khóa huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 2 năm 2017, Hội Cựu chiến binh xã Hải Vân tổ chức Đại hội đại biểu cựu chiến binh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Về dự đại hội có các đồng chí Bùi Xuân Đức, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định, đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Thực hiện nghị quyết và các chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Hải Vân lần thứ 6 đề ra, trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xây dựng Hội Cựu chiến binh xã Hải Vân 5 năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hàng năm được huyện hội tặng giấy khen. 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh. Hội đã tuyên truyền kết nạp hội viên mới, đưa tổng số hội viên cựu chiến binh có mặt tại địa phương vào hội đạt 95%. Hội viên cựu chiến binh giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Hàng năm có 97% hội viên cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, gia đình cựu chiến binh văn hóa. 100% hội viên là cán bộ đương nhiệm tham gia công tác đảng, chính quyền, công tác hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tích cực tham gia giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. 100% chi hội có thông tin cựu chiến binh hàng tháng, thường xuyên đảm bảo các cựu quân nhân tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ. Phong trào thi đua sôi nổi liên tục, đặc biệt là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới với đề án nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa xóm, xây dựng tủ sách, chỉnh trang khuôn viên gia đình, góp phần xây dựng xã nông thôn mới bền vững và phát triển. Tại Đại hội Cựu chiến binh xã Hải Vân đã nhất trí bầu ban chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Cựu chiến binh huyện và thông qua nghị quyết đại hội. Trong tuần qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã thị trấn trên địa bàn huyện long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên tại chúng tôi tại một số xã thị trấn trên địa bàn huyện. 5 năm qua, cùng với tuổi trẻ toàn huyện, tuổi trẻ xã Hải Nam đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện xung kích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được giữ vững. Các phong trào của đoàn đã thiết thực hiệu quả, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đoàn thanh niên xã đã đóng góp hơn 100 ngày công làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới của địa phương. Xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất phát triển, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, mức thu nhập từ 3,5 triệu đồng một người một tháng. Các mô hình ngày càng mở rộng đầu tư lớn, thu hút được nhiều lao động trong và ngoài xã. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên xã Hải Nam đã tặng 30 năm suất quà trị giá 6 triệu đồng,
ủng hộ vùng thiên tai khó khăn, tặng quà sách vở, đồ dùng học tập cho các em vùng cao. 40 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong nhiệm kỳ có 350 đội viên được kết nạp vào đoàn, 19 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, chiếm 80,9% tổng số đảng viên được kết nạp của toàn xã. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hải Nam luôn giữ vững và phát huy là một trong những đơn vị xuất sắc của huyện, được Trung ương và tỉnh đoàn tặng bằng khen. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hải Nam và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu và thông qua nghị quyết của đại hội. Ban Liên lạc Hội đồng Hương Thị trấn Yên Định tại Hà Nội được thành lập năm 2013, đến nay có hơn 100 thành viên. Hàng năm, Ban Liên lạc đều tổ chức họp mặt đầu xuân nhằm gặp gỡ giao lưu giữa những người con Yên Định đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội với nhau. Qua đó góp phần tạo điều kiện để các hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập, việc làm và thăm hỏi nhau trong việc hiếu hỉ, ốm đau. Góp phần duy trì việc phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Tại buổi họp mặt, Hội đồng Hương Thị trấn Yên Định tại Hà Nội đã cùng nhau ôn lại truyền thống và những thành tích đã đạt được của Thị trấn Yên Định nói chung và của hội nói riêng trong năm 2016. Nhân dịp này, Đảng ủy Thị trấn Yên Định đã trao giấy khen cho Ban Liên lạc Hội đồng Hương Thị trấn Yên Định tại Hà Nội vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Phòng Y tế huyện phối hợp với thầy trò Trường Trung học Phổ thông A Hải Hậu, Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn tổ chức hội thi tìm hiểu về phòng chống tác hại của thuốc lá. Đại biểu đại diện Sở Y tế Nam Định, Trung tâm Y tế huyện, đại diện hội cha mẹ học sinh và toàn thể các em ở ba khối lớp đã về dự và cổ vũ cho hội thi. Tham gia hội thi gồm 6 đội, mỗi đội 7 thành viên đến từ 3 khối lớp. Các đội trải qua 3 phần thi gồm phần thi kiến thức, phần thi hùng biện và phần thi tài năng. Ở phần thi kiến thức, mỗi đội trả lời 10 câu hỏi trên sân khấu liên quan đến luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Ở phần thi hùng biện, mỗi đội sẽ trình bày những suy nghĩ, quan điểm, ý tưởng riêng xoay quanh nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá. Ở phần thi tiểu phẩm, mỗi đội dự thi trình bày một tiểu phẩm chủ đề về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá đối với sức khỏe. Tại các phần thi, các đội thi đều thể hiện tốt sự hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, xã hội, các quy định về cấm hút thuốc lá nơi công cộng, trong trường học. Đặc biệt ở phần thi tiểu phẩm, mỗi đội đã có cách thể hiện xuất sắc với từng chủ đề phong phú, xoay quanh việc tìm hiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, chính sách, pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải tập thể và cá nhân cho các đội tham gia. Hội thi là sân chơi giúp các bạn đoàn viên thanh thiếu niên có dịp học hỏi, nâng cao nhận thức trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, từng bước giảm thiểu nhu cầu sử dụng, tiến tới kiểm soát và không tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá, góp phần hạn chế các bệnh và tử vong có liên quan đến thuốc lá. Cùng với các xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện đang tích cực khẩn trương xây dựng các tiêu chí đạt nông thôn mới bền vững và phát triển, những ngày này, cán bộ và nhân dân xóm 15 xã Hải Trung đang hoàn thiện các tiêu chí để đón đoàn thẩm định kiểm tra để đạt công nhận xóm nông thôn mới bền vững và phát triển. Những ngày qua, cùng với các xóm đăng ký xây dựng xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, bà con nhân dân xóm 15 xã Hải Trung đã tích cực chỉnh trang khuôn viên gia đình, trồng hoa ven đường, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, xóm vừa hoàn thành đổ bê tông con đường song xóm dài 200m, rộng 4m, dày 10cm trên nền bê tông cũ, tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Đồng thời, xóm 15 còn nâng cấp sửa sang các trang thiết bị nhà văn hóa với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Thời gian qua, xã Hải Trung nói chung và xóm 15 nói riêng cũng tích cực khuyến khích nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế. Đến nay, tỷ lệ thẻ bảo hiểm y tế của xóm đạt 81%. Được biết, hiện xã Hải Trung đã có 14 xóm đăng ký xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển và sẽ thẩm định trong thời gian tới. Sáng ngày 19 tháng 3, tại trạm y tế xã Hải Triều, tỉnh đoàn Nam Định, huyện đoàn phối hợp với phòng khám đa khoa Đình Cự, Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định
tổ chức chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hải Triều. Trong chương trình khám và cấp phát thuốc miễn phí, các y bác sĩ trẻ đến từ Bệnh viện Công an tỉnh đã kiểm tra huyết áp, khám ngoại khoa, siêu âm, tư vấn về sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng là người có công, cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo trên địa bàn xã Hải Triều. Cùng với hoạt động nhân văn sâu sắc, tại buổi lễ, 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi đã được phòng khám đa khoa Đình Cự và đoàn viên thanh niên Bệnh viện Công an tỉnh trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và người nghèo tại xã Hải Triều là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017. Thực hiện chương trình hành động tháng thanh niên năm 2017, sáng ngày 20 tháng 3, tỉnh đoàn Nam Định phối hợp với huyện đoàn Hải Hậu và câu lạc bộ tennis Thiên Trường Nam Định tổ chức chương trình tặng quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình tặng quà lần này do câu lạc bộ Thiên Trường Nam Định tài trợ. Quà tặng được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 4 trường: Trung học cơ sở Hải Phương, Trung học cơ sở Hải Hà, Tiểu học A Hải Trung và Tiểu học thị trấn Yên Định. Tại mỗi trường, đoàn trao 25 suất quà cho 25 em học sinh với giá trị mỗi suất 400.000 đồng. Câu lạc bộ tennis Thiên Trường Nam Định được thành lập tháng 11 năm 2015, đến nay có hơn 100 thành viên. Năm nay là năm đầu tiên câu lạc bộ tổ chức tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học tại các trường học trong tỉnh Nam Định. Chương trình nhằm động viên các em học sinh nỗ lực hơn nữa, phấn đấu vươn lên trong học tập, giành nhiều thành tích xuất sắc. Quỹ quà tặng được trích từ quỹ hoạt động của câu lạc bộ do các thành viên trong câu lạc bộ đóng góp và cố gắng đều đặn hàng năm sẽ trao nhiều suất quà hơn nữa đến các em học sinh trong toàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, trên cơ sở kế thừa bộ tiêu chí nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện ban hành bộ tiêu chí xóm tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển giai đoạn 2016-2020, gồm 11 tiêu chí hướng tới chiều sâu văn hóa nông thôn, phát triển toàn diện, đảm bảo sự bền vững được 546 trên 546 xóm tổ dân phố triển khai thực hiện. Những ngày này, chúng tôi có dịp đi cùng tổ công tác số 3 thuộc đoàn thẩm định xóm tổ dân phố nông thôn mới bền vững và phát triển của huyện xuống các xóm đăng ký thẩm định đợt 2 năm 2016. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại xóm 1B và 5A xã Hải Phong là 2 trong 4 xóm đăng ký thẩm định đợt 2 năm 2016. Là xóm thuần nông, xóm 1B xã Hải Phong có 98 hộ, 296 khẩu. Thu nhập chính của các hộ dân đều trông vào một năm hai vụ lúa, trồng màu và chăn nuôi theo quy mô nhỏ. Để tăng thu nhập, nhân dân tận dụng quỹ đất sẵn có cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây thanh long, đinh năng, gừng. Tùy theo độ tuổi, trẻ em được học hành vào các trường cấp 3, học cao hơn nữa, thanh niên trong độ tuổi lao động vào các nhà máy xí nghiệp, lại có nhiều người đi đổ bê tông, làm thợ mộc, thợ nề, trồng hoa cây cảnh. Tùy theo sức của mình mà làm việc phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 87,2%, xóm không có người sinh con thứ ba. Cùng với sản xuất nông nghiệp, thì vận động nhân dân tự giác bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp từ nhà ra ngõ là những việc đòi hỏi sự tự giác của nhân dân trong toàn xóm. Đặc biệt là sau khi xóm xã đạt nông thôn mới, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của các cấp, các ngành, bà con trong xóm đã đóng góp tiền của, công sức, tiếp tục nâng cấp hạ tầng giao thông, đổ rộng đường trục chính, đường nội đồng, điện sáng đường quê, trồng hoa, cây xanh hai bên hành lang đường, theo quy hoạch. Song thực tế khi đoàn thẩm định đến, xóm vẫn còn hiện tượng rác thải, cỏ dưới lòng sông, bên lề đường. Khuôn viên một số hộ gia đình vẫn chưa làm tốt, ảnh hưởng đến phong trào chung của xóm. Chấm điểm như sau. Thứ nhất là quét vệ sinh đường,
như tôi nói là cái khá của mình này, cái ưu điểm của mình này, thì tôi cho ở mức là 80%, đạt 210/240 điểm. Trồng hoa, trồng cây ven đường, khu nhất là khu trung tâm là chúng ta còn yếu, tôi cho 100/150 điểm. Thu dọn vườn tạp thì cái này là phần yếu điểm nhất của mình, là ta cho 50/80 điểm. Khuôn viên gia đình có hàng rào cong cong sạch đẹp, thì khuôn viên gia đình của mình hàng rào thì nhiều nhà xây hàng rào thì rất là đẹp, nhưng mà có một số nhà là có hàng rào bị che, bị hóc ấy, là chúng ta trả các tiền nó cũng không đẹp thế nào cả, nên tôi cho là 40/60 điểm. Không xây dựng lấn chiếm để các phế phẩm tế thải ra ngoài đường và bờ kinh bờ mương, thì cái này chúng ta thực hiện chưa tốt, ta cần thực hiện cố gắng hơn nữa. Và tôi cũng đề nghị là xóm chúng ta là tiếp tục vận động nhân dân để hoàn chỉnh trên số 7 cuối năm chúng tôi hoàn chỉnh ra. Tại buổi tiếp và làm việc cùng tổ công tác số 3, các đồng chí trong đoàn đã chỉ rõ những tiêu chí đạt tốt và những tiêu chí chưa đáp ứng yêu cầu. Từ đó góp ý để cán bộ và nhân dân xóm 1B tiếp tục chung sức đồng lòng đoàn kết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong đời sống nhân dân. Tổ công tác đến thẩm định xóm 5A. Với bề dày truyền thống, từ năm 1999, xóm đã được công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh. Quyết tâm phấn đấu đạt xóm nông thôn mới bền vững và phát triển đợt 2 năm 2016. Nên ngay sau khi huyện xã phát động xây dựng xóm nông thôn mới bền vững và phát triển, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xóm 5A đã tổ chức họp quán triệt tới tất cả cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng xóm nông thôn mới bền vững là nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của người dân, hướng tới chiều sâu văn hóa làng quê. Vượt qua những khó khăn nhất định bước đầu, trong đó khó khăn nhất vẫn là nhận thức của một số cán bộ đảng viên và nhân dân thỏa mãn bằng lòng với những kết quả đã đạt được. Song với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay, sau gần một năm triển khai, diện mạo vùng quê thuần nông xóm 5A hôm nay được thay da đổi thịt. Điều đó trước hết được thể hiện ở cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Các hộ dân tập trung quy hoạch sản xuất, cải tạo vườn tạp, đưa những cây con có giá trị vào nuôi trồng, đã từng bước nâng cao kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ hộ có kinh tế khá giả ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,8%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 87%. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tích cực cùng gia đình chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, trồng hoa, cây xanh ven đường song xóm. Với sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, hội đồng hương ước xóm cùng các tổ chức chính trị xã hội, mà nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh, việc cưới việc tang được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới. Xóm không có tai tệ nạn xã hội nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền giỏi toàn diện, mặt trận và các đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến và tiên tiến xuất sắc điển hình của xã Hải Phòng. Thẩm định các xóm nông thôn mới đợt 2 năm 2016, các tổ thẩm định khách quan, trung thực, thống nhất cao, đánh giá bám sát 11 tiêu chí với 75 tiểu mục và linh hoạt đối với tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Các thành viên trong tổ đã góp ý khu trung tâm, trục song xóm phải trồng hoa ven đường. Đối với khu dân cư tập trung hoặc xa trung tâm xóm có thể trồng cây xanh, cây bóng mát, nhưng phải đảm bảo không phá vỡ tổng thể mô hình môi trường sinh thái, cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cán bộ và nhân dân tiếp tục phát huy những mặt tốt, khắc phục những tồn tại hạn chế, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở cơ sở. Qua kiểm tra đấy, thì các đồng chí đã có chỉ ra thì chúng tôi thấy là rất hết sức cụ thể. Từng đầu việc một, vấn đề ở đây thì ta phải thống nhất với quan điểm nhận thức là cái nông thôn mới bền vững phát triển này nó không có một cái điểm dừng. Tiêu chí hiện nay là tiêu chí của 16-20, nhưng mà sau 20 thì nó sẽ khác đi. Nói tóm lại là cái nông thôn mới của ta là nó không có cái điểm dừng, nó không có tiêu chí cụ thể cho tất cả một thời gian dài mà nó chỉ có từng giai đoạn thôi. Mà cái giai đoạn này của mình thì nó đang là 11 tiêu chí với các cái nội dung như vậy.
thì chúng tôi thống nhất mà cái nông thôn mới ta xác định là làm là để cho nhân dân hưởng thụ, nhân dân chúng ta và đầu tư công sức nhân dân chúng ta hưởng thụ là chính, từng gia đình ta phải vào cuộc, thế là cấp ủy chính quyền ban chỉ đạo của xóm vào cuộc để chúng ta thì mới thể mà không những đạt ngay trước mắt mà còn phải làm lâu dài, mà không những như thế này mà còn phát triển cao hơn. Thì đấy là cái quan điểm chung chung mà mục đích của cái nông thôn mới của chúng ta. Từ yêu cầu đó thì chúng tôi thấy là đoàn các đồng chí đã tham gia nhận xét thì những cái ý kiến mà còn tồn tại hạn chế đấy, thì đây nó không phải là những cái nó không thể khắc phục được mà chúng ta quyết tâm cao mà khắc phục được. Bởi vì sao? Là tất cả những công việc này là kể cả hệ thống chính trị của xóm chúng ta phải vào cuộc, cán bộ đảng viên nhân dân, đoàn viên hội viên đều vào cuộc. 11 bộ tiêu chí của huyện đề ra đấy, thì cán bộ đảng viên và nhân dân trong xóm cũng đã có rất nhiều cái cố gắng. Thì những vấn đề mà đã có những cố gắng rồi thì mong các đồng chí ghi nhận động viên để bà con anh em trong xóm được phát huy hơn. Những vấn đề đã cơ bản là ví dụ 8/10, 9/10 thì xóm đội cũng thấy là phấn đấu phát huy trong những ngày tới, là có những cái là nằm ngay trước mắt, còn có những cái để cho nó bền vững thì phải nằm lâu dài, thì trong chính cũng phải tập trung và sẽ làm tốt hơn. Với tinh thần đi từng ngõ, xem từng nhà, nhìn đúng thực trạng, đánh giá đúng thực trạng khách quan và chính xác, không quản ngày mưa, ngày nắng, các thành viên trong tổ công tác gồm đại diện các phòng ban có liên quan đến 11 tiêu chí trực tiếp phụ trách thẩm định độc lập 75 tiểu mục đã và đang cố gắng hoàn thành lịch trình thẩm định đã đề ra một cách khách quan, công tâm, xây dựng. Xuất phát từ chủ trương đúng, trúng, hợp lòng dân, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển trên địa bàn huyện đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự tin tưởng vào chủ trương và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính quyền các cấp. Nhân dân làm, nhân dân hưởng thụ. Chương trình thời sự tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.